Con dấu thanh tra sở sử dụng bản đồ Việt Nam thiếu ký hiệu Hoàng Sa, Trường Sa. Chiều ngày 13 tháng 7, Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã có văn bản đề nghị Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội PC06, Công an tỉnh xem xét, giải quyết về việc con dấu của thanh tra sở này được cấp không thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của nước ta khi sử dụng bản đồ Việt Nam. Cụ thể, con dấu mà thanh tra Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế đang sử dụng hình tròn giữa có hình bản đồ Việt Nam, giống mẫu của ngành thanh tra. Trong khi các đơn vị thanh tra khác sử dụng mẫu con dấu đều có ký hiệu thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thì con dấu của thanh tra Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế lại thiếu phần thể hiện hai quần đảo bên cạnh bản đồ Việt Nam. Được biết, thanh tra Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế được cấp đổi con dấu này vào năm 2021